đoạn đường đời nghèo khó éo le của đại gia Đường Nhuệ. Trước khi nổi danh đại gia quê lúa thì Nguyễn Xuân Đường từng đã có một cuộc sống rất nghèo khó. Và sau đoạn đường đời dài với những chuyện éo le thì Đường Nhuệ kết hôn với Nguyễn Thị Dương rồi nhanh chóng trở nên giàu có. Tuổi thơ nghèo khó của Đường Nhuệ. Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971, số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Sinh ra trong một gia đình bố làm giáo viên, mẹ thì làm ở nhà máy tơ Thái Bình. Cuộc sống của Đường lúc nhỏ rất khó khăn, lên hơn 7 tuổi thì người mẹ đã dứt áo ra đi. Gia đình thì ở tập thể, Đường Nhuệ có một cô em gái. Cuộc sống của ba bố con phụ thuộc hoàn toàn vào số gạo ít ỏi được phân phát. Và chưa đầy nửa tháng thì nhà đã ăn hết gạo. Do vậy thì phải ăn cơm độn mấy khoai, cơm độn sắn là chủ đạo trong những bữa ăn của ba bố con Đường Nhuệ. Năm 1984 thì người bố của Đường Nhuệ đi thêm bước nữa. Và 2 năm sau thì Đường Nhuệ có thêm một cậu em trai. Lúc này Đường và các em vẫn còn rất nhỏ và chưa phụ giúp được cho gia đình nhiều. Và cuộc sống thì còn hết sức khó khăn, vẫn phải chạy ăn từng bữa. Và nói về đứa con hư của mình thì ông Nguyễn Xuân Nhuệ cho biết sau khi học hết lớp 8, gia đình quá khó khăn thì ông đành phải gửi Đường về quê nhà ở huyện Kiến Sương, Thái Bình để cho Đường tiếp tục học tập. Thế nhưng sau một thời gian, vì do điều kiện gia đình, Đường Nhuệ đã phải quay lại thành phố để theo học lớp bổ túc văn hóa. Và sau khi học xong thì do không có công ăn việc làm ổn định, Đường ở nhà vài năm rồi tìm cách sang Nga đi lao động. Sau đó là cả quãng đường dài với những chuyện hết sức éo le. Sau khi sang Nga thì Đường quen một phụ nữ gốc Việt. Hai người này cưới nhau và có một cô con gái. Cuộc sống ở xứ người rất vất vả, Đường đã phải chia tay vợ và sau đó thì trở về Việt Nam. Rồi sau đó thì Đường quen biết với Nguyễn Thị Dương, cũng là gái đã qua một lần đò, và hai người nhanh chóng quyết định đến ở với nhau. Sau đó thì cả hai sinh được một người con trai. Khoảng năm 2010 thì vợ chồng Đường Nhuệ chuyển về xây dựng nhà cửa ở địa chỉ mới là số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thao túng đấu giá đất ở Thái Bình, Nguyễn Văn Đường sau đó nổi lên là một đại gia quan hệ rộng và chịu chi ở Thái Bình. Đường Nhuệ được biết đến là người có rất nhiều tài sản khi cùng vợ điều hành công ty bất động sản Đường Dương. Công ty thì là do Dương là giám đốc và hoạt động từ năm 2015 tới nay với hình thức kinh doanh đấu giá, sau đó chủ nhượng để kiếm lời. Và theo phản ánh của báo chí, cặp đôi này thường dẫn theo hàng chục đàn em tới các phiên đấu giá để thị uy. Chính vì vậy mà công ty Đường Dương hay chúng khi đấu giá đất, thậm chí còn đấu giá được giá rất rẻ. Ví như năm 2018, đấu giá đất ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, thì công ty Dương Đường mua giá cao hơn giá khởi điểm chỉ có 10.000 đồng. Nhiều số lô đất sau khi đấu giá xong thì được công ty Đường Dương chuyển nhượng với giá gấp đôi. Và cũng trong năm 2018 thì tại xã Song An, huyện Vũ Thư, sau buổi đấu giá trúng 7/11 lô đất ở vị trí rất đặc địa, thì nhiều thanh niên xăm trổ nghi là đàn em của Đường Nhuệ đã gây hấn và tát vợ của một người trúng đấu giá ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã. Nhiều người trúng đấu giá sau đó thì cũng bị đe dọa ngay tại trụ sở và bị chặn đánh dọc đường. Tuy nhiên thì hai bên đều tự hòa giải, nên chính quyền xã Sông An không nắm được nội tình cụ thể. Và trong 7 lô đất trên thì công ty Đường Dương chỉ nộp tiền 2 đô để làm sổ đỏ và chuyển nhượng luôn để ăn chênh lệch. Còn lại 5 lô đất thì lãnh đạo xã và huyện đã nhiều lần gọi điện thuyết phục hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song Đường Dương bất hợp tác. Vợ chồng Đường Nhuệ còn bị tố cáo thường đe dọa những người đi đấu giá đất để thao túng một mình một chợ. Một người đàn ông từng tham gia đấu đất ở huyện Đông Hưng cho biết năm 2018 đã trúng một lô, nhưng vừa đi ra ngoài cửa thì đã bị Đường Nhuệ ép bán lại. Và khi ông này không đồng ý thì đã bị đánh ngay tại chỗ. Sau này khi ông này đồng ý bán, nhận tiền, ký giấy xong thì bị chính Đường Dương lấy lại tiền. Và trước đó trong vụ án đánh người gây thương tích ngày 7 tháng 4 thì Nguyễn Thị Dương đã bị bắt cùng với hai đàn em. Còn Đường Nhuệ sau đó đã bỏ trốn và xa lưới sau 10 tiếng bị truy nã. Ngày 16 tháng 4 thì Công an thành phố Thái Bình công bố căn cứ kết quả điều tra các hành vi trái pháp luật của vợ chồng Đường Nhuệ, nhà chức trách đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản 1 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Và cùng ngày thì 4 bị can đầu tiên của vụ án bị bắt bao gồm Phạm Văn Hiệp, 34 tuổi,
là giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Vũ Gia Thành, 43 tuổi, đấu giá viên trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình. Trịnh Thị Minh Thúy, 50 tuổi, trưởng phòng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Và Hà Văn Dũng, 36 tuổi, nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Công ty Dương Đường không có lợi nhuận nên không nộp thuế. Trao đổi về tình hình hoạt động của công ty do vợ chồng Dương Đường, thì lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Thái Bình, Vũ Thư Thái Bình cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Đường không có lợi nhuận nên không nộp thuế. Và trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online chiều ngày 20 tháng 4, thì ông Nguyễn Văn Duẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Bình, Vũ Thư tỉnh Thái Bình cho biết, công ty Dương Đường khai lợi nhuận bằng 0 đồng và không có lợi nhuận nên không phát sinh thuế phải nộp. Và sau khi vợ chồng Dương Đường bị bắt, thì Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với Chi cục Thuế để thu thập các thông tin có liên quan. Và theo tìm hiểu thì công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Đường có địa chỉ tại số 366, tổ 22, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 2015. Và đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Dương, tức là vợ của Đường Nhuệ, và ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình bất ngờ việc cán bộ bị bắt có liên quan đến vụ Dương Đường. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình cho biết đã từng nghe thông tin công ty bất động sản Dương Đường tham gia đấu giá đất. Tuy nhiên, Dương Đường có bao nhiêu lô đất trên địa bàn tỉnh thì không nắm được. Và trong chiều muộn ngày 17 tháng 4 thì trả lời báo Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình cho biết việc công ty bất động sản Dương Đường tham gia đấu giá đất trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi có nghe đó đến. Tuy nhiên thì việc Dương Đường o ép người dân tham gia đấu giá và có bao nhiêu lô đất thì không nắm được và vẫn phải phụ thuộc vào kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình sắp tới. Và liên quan đến giám đốc thì cán bộ trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh vừa bị bắt thì ông Quân cũng cho biết tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh niêm phong thu giữ để phục vụ công tác quá trình điều tra. Và trong suốt quá trình công tác thì lãnh đạo Sở Tư pháp cũng chưa nhận được phản ánh nào về dấu hiệu tiêu cực của các cán bộ đã bị bắt giữ. Ông Quân cho biết lãnh đạo Sở rất bất ngờ trước việc hai cán bộ tại trung tâm đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Về trách nhiệm của Sở, ông Quân cho rằng Sở quản lý cán bộ theo quy chế làm việc, nội quy quy định của Sở và theo chức năng nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các mối quan hệ cá nhân hay là quan hệ ngoài xã hội thì Sở không nắm được, trừ khi pháp luật có yêu cầu cán bộ kê khai. Và đối với hai cán bộ nêu trên thì Sở chỉ biết khi cơ quan công an có thông báo chính thức, ông Quân nói. Và trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc lãnh đạo Sở có biết và quản lý chặt các vụ đấu giá liên quan đến cán bộ trung tâm hay không, thì ông Quân khẳng định trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu và tài khoản riêng. Theo nguyên tắc đấu giá là phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính độc lập và đấu giá viên chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức đấu giá về cuộc đấu giá là do mình thực hiện, ông Quân nói. Và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ngày 17 tháng 4 tính hoạt động bình thường. Trung tâm này nằm ở tầng 1 tòa nhà hành chính Sở Tư pháp, số 6 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, thì Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình thông tin rằng căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, thì ngày 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 356 Bộ luật hình sự. Và những người bị bắt tạm giam bao gồm Phạm Văn Hiệp, 36 tuổi, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành, 43 tuổi, đấu giá viên; Trịnh Thị Minh Thúy, 50 tuổi, trưởng phòng của trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng, 36 tuổi, nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên. Và liên quan đến hai cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình vừa bị bắt sáng ngày 17 tháng 4, thì phóng viên báo Tuổi Trẻ Online đã trực tiếp đến trụ sở cơ quan này để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên thì chưa nhận được câu trả lời nào.